Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Trân trọng chào mừng tất cả quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại kênh của Quang Minh. Hôm nay em sẽ lên sóng một cái mẫu xe mới cập nhật, một mẫu bán tải. Một chiếc xe của hãng Ford Ranger, rất là căng cứng và khá là đẹp. Thì em sẽ lên sóng giới thiệu với anh em. Một chiếc xe bản XL, sản xuất 2015, nhập khẩu Thái Lan, động cơ 2.2. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là trên 400 triệu nha anh em nhé. Thì quý vị anh chị nào ưng mẫu xe này thì có thể là can hoặc là Facebook trực tiếp cho công minh qua Zalo cũng như hotline là 0935199868 để được biết thêm chi tiết nhé. Chiếc xe này thì phong dáng ngay theo này là phong dáng màu trắng ngọc trinh, rất là căng cứng. Chiếc xe sản xuất 2005, form mới 2016, form mặt hip và rất là căng cứng. Mặt ca lăng thì ở form mới anh em thấy là nó khá là thời trang và sport, nó đã có cải tiến nhiều so với những đời trước. Và chiếc này xe này đây nó đã lên được rất nhiều đồ anh em ạ, lên rất nhiều đồ và nó cũng các chi tiết thì đã nâng lên, ví dụ như là đèn gầm anh em này, đèn gầm đã nâng lên này đó, đã có gương kính chỉnh điện, đã có la răng, đã nâng la răng của XLS rồi đấy, các chi tiết đều khá là ok. Quay kỹ anh em cắt xem các chi tiết nhé, quay qua tổng thể một chút cho anh em cùng xem. Thực sự là với một xe, chiếc xe này là chiếc xe hai cầu động cơ 2.2 rất là căng cứng và nó còn cũng tương đối là cứng cáp anh ạ. Sơn zin thì gần như trên 90%. Chiếc xe này nó có cái phần cản sau lưng, cản sau anh em, nó một cái chiếc cản nó nhìn nó rất hầm hố và rất là nhìn nó khỏe khoắn và nó có cả những trang bị để cứu hộ anh em này, những cái móc, những cái chốt để cứu hộ rất là ok. Em sẽ quay kỹ các chi tiết để anh em cùng xem và tham khảo mẫu xe này nhé. Với một chiếc xe đang được chào bán với giá là 465 triệu, nhưng vẫn có thể là thương lượng như anh em nhé, vẫn có thể là bớt bát cho anh em, hỗ trợ trả góp cho anh em, rồi là ra chiếc độc lá, rút hồ sơ cho anh em, bảo trên hãng cho anh em. Đăng kiểm thì tháng 2 2021 anh ạ. Chiếc xe này cả anh em mới nhập ở tận Sơn La về. Ô tô chuẩn bác anh em là bác ấy rất là ít và giữ gì, nên chiếc xe ô tô chỉ là hơn 8 vạn thôi. Đây, đèn là đèn pha halogen form, đèn mắt híp anh em nhé. Có một chút này nó hơi bị xước sát một chút rồi, nó không phải vấn đề anh em nhé. Cái này là xe cũ thì không tránh được, tuy nhiên thì cái này thì đơn giản thôi. Nếu muốn đẹp chúng ta hãy sơ sinh lại một tí là đẹp ngay. Thì là xe mới là mộc nên em sẽ quay kỹ để anh em cùng xem nhé. À, anh em có thể quan sát này, đấy, chiếc xe này phần gầm taxi là phần cua lốp của chiếc xe đều rất sáng sạch sẽ, anh em thấy không? Đừng con rô pin, đừng chấm sơn vẫn còn này, đấy là một phần gầm ốc này, các loại cốc xe đều rất ok, cua lốp này rất là mới. Đây phần la răng thanh nhựa ABS đều có lốp bê tông. Vành nghe là 16 lốp này anh em đi còn cứ phải 1-2 năm nữa mới phải thay lốp. Ta lông lốp rất là sâu này. Động cơ 2.2, lốp tàn 6 cấp. Chiếc đời này thì đã chưa có xi nhan tích hợp trên gương anh nhé. Về mưa, tay nắm cửa mà ốc chrome đã có này. Các mã kính là mã kính zin, là cao nguyên anh em là chưa đâm đụng hay đâm va gì đâu. Anh em xem này, từ trước có cửa ốc bản lề này, cột kèo cao chỉ này, đấy, chốt khóa cửa này, đấy, tất cả các chi tiết đều rất ok anh nhá. Kèo chỉ đây cho anh em xem, còn rất là zin và mới. Đấy, cái đóng cửa còn rất là chắc và mút phải không em? Đấy, anh em có thể nghe, bật lên xuống là cố nhanh nhá. Anh em có thể thấy là các phần xoxi của chiếc xe này đó là rất ok, chưa có dấu hiệu của hát mùng một gì cả, như với hệ vận hành 5 năm sử dụng thôi. Và bác này bác ở Sơn La thì bác cũng đi rất ít, nên là anh em có thể thấy là các chi tiết đều rất mới, chưa có dấu hiệu của than hay mùng một gì cả.
Đây anh em xem cái bộ xả này, sáng chưa? Sassy là anh em thấy đây. Sassy là rất mới, chưa dấu hiệu của ăn gì, hay là gì ăn dỗ cả. Phía sau này anh em có thấy đây. Em thấy có thể, anh em có thấy là cả cái tất cả các cái xe chở rất ít nha anh em thấy cả các phần nhíp của chiếc xe đều rất mới này, chưa có bị cong vênh hay là một móp méo do tải nặng cả. Để cho anh em xem phần cặn sau. Thanh thể thao và lắp thùng đựng đã có anh em nhé. Đây anh em có thể quan sát này. Đấy, các chi tiết thùng bệ chiếc xe đều rất ok, từ các mép gấp, mép gấp lối, các chi tiết từ vết dập rốt của nhà máy cũng đều còn rất là zin, để chưa dấu hiệu của đồng va. Thành bệ chiếc xe đều rất thẳng và đẹp, rất ok anh em ạ. Đây, sóng sàn này có rất là ok anh em ạ, có một chút sơn, có vẻ như trước bác cái lòng nghề buôn sơn anh ạ, buôn bán sơn nên là bác thi động bác chở sơn thôi, không chở nhiều. Anh em thấy sơn còn chút trên trên đây, trên phần thùng này, nhưng mà cũng rất ok. Thanh chống thủy lực đã có anh nhá, rất là tiện. Đây là phần phía sau chiếc xe anh em này. Đấy, đã sát xi rồi là các hệ thống ống xả, rồi là sát xi lốp lát, sát xi là rất ok, rất tiện lợi anh ạ. Và chúng ta hãy cùng khám phá cái khoang động cơ của chiếc xe này một chút anh em nhé. Đây anh em quan sát các phần máy của chiếc xe này thì anh em có thể thấy là máy số xe này là rất là zin. Từ đầu rằng anh em có thể quan sát đây, thanh chống thủy lực này, ốc lóc capo này, cao chỉ rất ok. Các chỉ tất cả là ok, thanh chống thủy lực rồi. Các bạn nào biết các chi tiết anh em này, mặt cam của túi bu này, ốc bác này rất là mới, rất là zin luôn, chưa dấu hiệu của sửa chữa. Máy ốc bác còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của các kiện kỹ thuật và không có đủ dầu hay là bị giặc lại. Anh em bây giờ gần như không có máy luôn này, anh em thấy không? Máy rất là khỏe, đi rất là chất, khỏe lắm anh ạ, cực kỳ chất luôn. Máy đổ giòn tan êm, rất là êm, chắc. Các chi tiết đều rất là sáng. Đây, chiếc xe này anh em có thấy đây, trần lý nguyên bản, vẫn nguyên bản rất là sáng, sạch sẽ luôn, da rất là đẹp. Đấy, rất là ok. Trang bị trên xe thì đã lên gương kính chỉnh điện rồi, đặc bản XL, nhưng mà tuy nhiên cũng đã lên full gần như XLT rồi anh ạ. Gương kính chỉnh điện ô tô đang là 8 vạn, hơn 8 vạn gai sần vô lăng, anh em có thể thấy quan sát là nó vẫn còn nguyên này, nó sáng. Cái đời XL này nó thiếu cái yên ngựa thôi anh ạ, tuy nhiên thì nó anh em có thể tiện lợi hơn thì có thể lắp thêm. Đây, chế độ hai cầu chuyển cầu đây anh em này. Đấy, 2H4L. Số sàn đã được có màn hình Android giải trí rất ok rồi, điều hòa rất là mát. Đấy, có cả cái lắp cả cái camera hành trình Việt Map này, cho anh em đi cái camera hành trình là các chức năng này cũng khá là ok. Con số như này khỏe lắm anh ạ, mượt mà lắm. Mình hãy thử phát xem nào. Em thấy gai sần tablo tapi rất là mới, sáng choang, rất ok anh ạ. Vâng, thì anh chị em cô bác nào, bác nhân dân là đang tìm cho mình một chiếc bán tải hợp lý và hai cầu, không quan trọng là bản đủ bản thiếu, nhưng mà chiếc này thực ra là nó đã lên khá nhiều đồ rồi nên là cũng rất là ok. Thì anh em nào ưng mẫu xe này thì có thể là liên hệ trực tiếp với công mình nhé, và Zalo là 0935198868 để được biết thêm chi tiết, và có thể là bạn nào ưng thì hãy đến tận nơi xem xe, cảm nhận và lái thử, có thể là bao chiếc hãng, có thể là anh em
kiếm thợ đi cùng để kiểm tra chất lượng xe. Mình rất là tự tin giới thiệu anh em chiếc này, rất yên tâm anh em, rất là khỏe, lái rất là sướng. Vâng thì con mình cũng xin phép dừng video này tới đây. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh chị em hãy ủng hộ con mình một cách là like, subscribe, ủng hộ ấn chuông thông báo và có thể chia sẻ cho anh em nào cần biết thông tin chiếc xe này. Mùa rét rồi thì anh em lấy mẫu xe này để đi lại cũng như là để phục vụ công việc rất là hợp lý. Vâng, con mình xin chào mọi người nhé. Chân thành cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.